Vâng, xin chào các bạn, lại là mình, là Xuân Siêu Xe đây. Thì đứng trước mặt chúng ta bây giờ đó chính là chiếc Audi R8 V10 Plus từng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La. Thì nếu như bạn nào chưa biết thì anh Cường Đô La lại bán xe. Thì lần này á, ảnh lại bán chiếc xe từng gắn bó với mình trong hành trình Car Passion 2019 cho một người chuyên kinh doanh siêu xe tại Sài Gòn, đó chính là anh Phan Công Khanh. Thì trước Cường Đô La, chiếc xe này từng thuộc sở hữu của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Thì mới đây, sau khi tậu về cho mình chiếc Audi R8 V10 Plus thì anh Khanh đã quyết định đổi màu ngoại thất của chiếc xe này từ đen bóng sang vàng nhám bằng phương pháp dán Decal. Trước đó, trong hành trình Car Passion 2019, chiếc xe này cũng đã được dán lớp Decal do hai công ty Tây Ban Nha chuyên về lĩnh vực này sang Việt Nam để thi công. Nghe đâu lớp Decal đó tiêu tốn của anh Cường Đô La gần 500 triệu đồng. Một con số khủng khiếp luôn các bạn ạ. Thì với số tiền đó thì nhiều người có thể mua được một chiếc xe hạng A như là VinFast Fadil chẳng hạn. Thì không những vậy, từ ngày về tay anh Khanh, chiếc xe này cũng thường xuyên được bắt gặp trên những con phố của Sài Gòn như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, cao tốc Long Thành Dầu Dây, Lý Tự Trọng. Mật độ xuống phố của chiếc Audi R8 V10 Plus cũng dày đặc hơn so với ngày còn thuộc sở hữu của doanh nhân phố núi. Nói thiệt với các bạn chứ dạo này mình gặp chiếc này hoài luôn á. Thì mặc dù được dán Decal màu vàng, nhưng phần nóc vẫn được giữ nguyên màu đen nguyên bản. Đây là phong cách Decal hai tông màu khá phổ biến trong giới chơi siêu xe và siêu xe tại Việt Nam. Ngoài ra, bộ mâm vô sình 5 chấu đơn vẫn được giữ nguyên. Cùm phanh cũng được chuyển từ màu xám sang vàng để ăn nhập với ngoại thất. Thì dạo này chúng ta có thể thấy được nhiều chiếc siêu xe, xe sang được đổi màu bằng việc dán Decal. Sở dĩ phong trào dán Decal trở nên thịnh hành như hiện nay bởi nhiều ưu điểm là tiết kiệm thời gian, dễ gia công, bảo vệ lớp sơn bên trong và có thể thay đổi theo ý thích. Ngoài ra, để Decal được giữ lâu, chủ xe phải bảo quản xe khá kỹ như để trong nhà có mái che, trùm bạc, tránh việc Decal bị bong chóc do thời tiết nóng. Tuy nhiên thì đa phần chủ xe chỉ giữ lớp Decal trong vòng vài tháng thôi các bạn ạ. Thì nói sơ qua một chút về chiếc Audi R8 V10 Plus. Đây là phiên bản mạnh nhất nhờ động cơ V10 5.2 lít, công suất 610 mã lực và mô men xoắn là 560 Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Thì theo nhà sản xuất công bố, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 3.2 giây. Dù có sức mạnh ngang tầm một số siêu xe nhà Ferrari và Lamborghini, nhưng Audi R8 có được gọi là siêu xe hay không đến giờ vẫn gây tranh cãi. Và đặc biệt, chiếc xe này sử dụng chung động cơ và khung gầm với chiếc Lamborghini Huracan. Thì có thể nhiều bạn thắc mắc tại sao lại có việc này. Thì thực ra là Audi là công ty mẹ của Lamborghini, thì nó muốn làm gì mà chẳng được. Vâng, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá nhanh chiếc Audi R8 V10 Plus của anh Phan Công Khanh vừa dán Decal màu vàng, rất là đẹp mắt. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSX Automotive Photography. Và đừng quên lên Autoro thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân Xe xin chào. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players, OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là